Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của anh Tèo là cơ sở mai vàng Hồng Phúc ha, để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nha quý vị. Rồi, anh Tèo chạy trốn ở trong rồi. Rồi, chào anh. Rồi, chào thầy Tấn. Kính chào quý ông bà cô bác anh chị em trên khắp miền Tổ quốc. Hôm nay mình có về một số mai phôi, có mấy cây mai tàn dụng do nha quý vị. Thì mong giao lưu đến toàn thể quý vị và các bạn. Địa chỉ quen thuộc ở đây là ở Phú Long, xã Phước Ngãi, Bà Tri, Bến Tre. Về hình thức ship thì cũng có vài cây mình ship cho quý vị ha, toàn quốc, còn mấy cây lớn thì mình ship 200 nha quý vị. Số điện thoại của mình để trên tiêu đề cũng là số Zalo hết quý vị. Rồi quý vị mình có cần dịnh nó nghiêng. Rồi dịnh vậy đi. Rồi dịnh quay luôn đi. Đó, cây này dáng nó cũng hơi bay bay ha quý vị, hai thân lên thì lật lượng. Rồi mã số 1 ha. Rồi số 1. Rồi chiều cao luôn anh. Vị trí này đây là tới đây là 1,5 m, bên kia hơn 1 m nữa quý vị. Rồi khoảng tầm là 2,5 m hơn. Hơn 2,5 m. Hơn 2,5 m. Đó, có cái cành bay bay ha. À. Đó, bay mỗi cái lắc nó đều nó có cành nhánh hết nha quý vị. Này về mình trồng mình hơi ngã xíu gì nữa được nè. Đó. Đó, vậy đó. Rồi, mình vô quanh em nó luôn ha. Này cũng lắc lượng quá xá ha. Lắc, những cành nhánh nó lắc hết trơn, cành nào cũng lắc lượng hết. Rồi, xuống quanh em nó luôn nha quý vị. Rồi. Vị trí này đây là 38 quý vị. 38 ha. À, nó nở cũ lắm nha. Sát cô rễ 41 quý vị. Rồi, tính 38 quanh ha. Quần. Rồi, CC đế luôn anh. Đấy cũng đều ha. Cây này thì đế đẹp nha quý vị. Rồi giao lưu như đây. Đấy chia đều tứ diện hết ha. Không có thiếu chỗ mặt nào hết. Cây này giao lưu quý vị là 4,5 triệu quý vị. Bọc ship 200 ha. Nè ship 200. Rồi xuống cây. Mã số 1. Lắp bên bệnh. Rồi tiếp tục mình lên mã số 2 luôn ha. Rồi tới lần. Rồi số 2. Rồi lăn cái cây mấy cái bự lăn lại. Ừ, thôi để giờ em quay đi đắng đi. Tờ này cũng quay được hết à. Rồi, mã số 2, chiều số cao 2. Luôn anh. Rồi, cao của em nó cây này thì nó cũng rất già cây ha. Tới cụ rễ là 96 hả quý vị? Rồi. Đó, thân thì đó, lắc lượng. Nó cái này có nhánh ôm luôn ha. Nhánh ôm sát vô ha. Nó rất là quyện theo ha, rất đẹp. Đó, thân cây này rất là đẹp ha. Lắc dặn. Rồi, quanh luôn ha. Rồi, đế thì cũng vừa đủ xài. Rồi 28 quanh quý vị. Rồi xây luôn. Này nó nở chứ a, nó ra tới 37 36 quý vị. Rồi. Đó. Rồi giao lưu như anh. Cây này giao lưu 1,4 triệu quý vị. Rồi 1,4 triệu ha. Rồi xuống cây. Rồi tiếp theo. 63. 63. Tiếp tục là một phôi mai vàng luôn. Rồi này dịnh chứ không dịnh á. Rồi trợ giúp người thân luôn. Cầm nghe, đo cái này ở trên thì không có gì hết trơn hết quý vị. Trời, chút trên nó có vài nhánh nè. À, khoảng 1,9 m quý vị. Rồi 1,9 m cao. Dáng nó hơi siêu siêu vậy ha. Dáng siêu siêu. Cây này được có cái nó dạ cây. Về quý vị mình khắc mắt ngủ nuôi luôn. Mấy cây này thì bông cũng chắc cũng đẹp đó quý vị ơi. Không thấy mặt bông nhưng mà thấy cái lá nó cũng to to đó. Về dày ha. Đó. Để đây. Dịnh nha. Dịnh đứng đâu quành. Rồi quành luôn. Rồi, quanh vị trí này đây là 31 quý vị. Rồi, 31 quanh. Rồi. Đó, có cái củ rất là đẹp ha. Xíu nữa đi. Này ta nó nâng cây lắm nha quý vị, lúc tuốt đây gần rất lớn ha. Trước đây cũng có thể chịu to trước luôn ha. Sớm không tưới xịt mấy cái cây cho nó dễ nhìn. Rồi, giao lưu như đen. Cây này giao lưu 2 triệu quý vị. Ship sao anh? Này ship về 200 nha quý vị. 200 luôn. Cao quá. Nếu quý vị nào ở phương xa mình cắt luôn xuống hết giao quý vị mình toàn quốc được. Rồi mã số 4 ha. Số 4. Rồi, tiếp tục. Cây này mấy dảo riêng nha quý vị. Dảo riêng luôn. À, cây này thì nó là dảo 8-12 cánh luôn quý vị. Dảo riêng cho nên về mình khỏi phải rép thôi quý vị. Đó. À, cho chiều cao em nói luôn. Quá dư. Thôi khỏi chim luôn đi. Rồi, cao tới cụ rễ 59. Rồi, hoành luôn.
Hoành là 28 đi, 28 đi. Rồi để luôn. Cây này đế rất là khéo ha, gom đế rất đẹp ha. Đó, giao lưu như anh ta. Cái này mình giao lưu là 1,4 triệu luôn quý vị. 1,4 triệu, rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục mình lên mã số 5 luôn. Rồi quay mặt lại, để đại đi, đi đại hồi xưa. Rồi số 5, chim mắc mấy bệnh. Rồi mã số 5. Rồi mã số 5. Chim cũng còn hơi thiếu nha. Kệ đi, về đi. Rồi chiều cao nó luôn anh. Cao 1,5 m quý vị. Rưỡi ha. Hơn 1,5 m, tính 1,5 m. Rồi, con số tay cạnh luôn. Cái này nó có cái nhánh tờ, cái nhánh tử ở đây, nó cặp theo thân hơi xấu cho nên cắt bỏ nha quý vị. Rồi. Này đo hai vị trí đi ha quý vị. Tính hoành đây đi. 37. 37. Cái cũ. Rồi đo cái cũ. Cũ trên đi. Nó có hai đoạn cũ lận, 47. Nè, còn cái cũ mà lấy hết cái nạc luôn của nó đây là nó tới nhiêu á? 55. Tại vì nó cũ phù phù đó. Gân gút phù phù hết trơn. Đó. Rồi, giao lưu nhiêu đây anh? Cái này giao lưu 4 triệu luôn quý vị. Ship sao anh? Này ship 200 nha quý vị. Quý vị ở phương xa có gì alo mình cũng có thể đi xa được nha quý vị. Thương lượng xíu ha. Rồi, mã số tiếp theo. Tiếp theo. Số 6 ha. Số 6. Rồi, tiếp tục cũng là một phôi mai vàng luôn. Cây này nó có cái tỳ. Rồi, cao là 88. Rồi. Hoành luôn. Hoành đây là 27. 27. Củ nở nó 32. Rồi. Cái tỳ đâu anh? Đây nè. Nó có cái lỗ đây. Rồi, vô vậy nè. Muốn hết ngón tay luôn. Rồi. Đó. Cái này về mình... nhét cho bít cái đó là mình chơi là cũng ok rồi quý vị ơi. Để cũng khá ha. Để khá đế. Đó, bán giá hữu nghị về cho quý vị mình chơi ha. Rồi, giá luôn nhiêu anh? Này 700 ngàn quý vị ơi. 700 ha. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 7 đâu anh? Rồi, tiếp theo. 7, khoan hãy lên mình quay và đứng đây quay luôn đi. À, em này ha. Em này to vậy hả? Đó. Một phôi to luôn ha. Phôi lớn. Mã số 7. Rồi, cho chiều cao phôi nó ha. Chiều cao tính từ cổ rễ ha. Cổ rễ rồi, 1m6 quý vị. 1m6. Chiều cao 1m6. Ủa này là phôi này, phôi đại. Phôi đại á quý vị. Rất là lớn luôn. Đo từ trên đo dài xuống cho quý vị mình tham khảo ha. Đo cái chỗ này thì nó là 100. Không phải, 52 à, 51 à. Đó. C đây cái thì nó 100 rồi nữa. 49. Ngay này bị nó có nhánh nó bự hơn. Ngay này 49 nè. Rồi, cái hoành này, gốc này. Giờ mình đo bị này nó nở tùm lum hết trơn cho nên mình phải đo nhiều vị trí nha quý vị. Đây tính hoành ở đây đi ha. Đó. 65. 65 nha quý vị. Rồi, xây cái đường 65 cho bà con mình xem cho nó tỏ rõ hơn ha. Đó, rồi 65 là nằm đây. Quý vị xem đế luôn ha. Đó. Này, 65 này chiều cao nó phải một khúc không quý vị. Rồi mình hạ xuống cái nữa cho nó thấy cái độ nở của cây luôn. Nó nở đó, đây là cô rễ nè, cũng chưa tới cô rễ nữa, tính cô rễ đi. Rồi, 78 quý vị. Đó, đây là cụ rễ ha, 78. Để cộng nào nấy cộng nào lực, lực quá ha. Cộng nào con nó rất là to. Hết sức ha. Đó. Đây mà nó có con cộng nó bị cái này quá trấn một cái vách nè, tại đây bỏ con cộng nó là hết đẹp tuyệt vời luôn á, là nó bít luôn à. Bắn tược rất là mạnh. Rồi, này là mã số 7 ha. 7. Giao lưu nhiêu đây anh? Cái này mình giao lưu 200 cây số là 37,5 triệu quý vị. Rồi 37,5 triệu. À. Rồi mình quý qua cây số 8 ha. Số 8 đâu anh? Rồi số 8 lên mình quay. Rồi. Đây. Đây thấy không ta? Rồi thấy. Rồi. Cây này. Đó. Mã số mấy? Số 8 anh. Số 8 rồi. Đó, nó cũng lắc lắc có cái cũ dưới ha. Rồi, vậy thì quay trở lại đi ha quý vị. Trên nó có cái chùm ở trên nó dễ thấy, nó có nguyên một cái chùm đó để quý vị mình có chơi tầng dù để chơi ha quý vị. Tại vì thấy nó cũng nu xù nách từ lưa ra đó. Bỏ nó uổng quá. Này cao khoảng nhiêu đây anh? Rồi, dịnh dịnh cây. Cao rồi, cao là 1m8. 8 ha. Đó, ở trên nè. Đó, trên nó cũng còn đây cạnh ở trên nè. Đó, mình về mình cắt bớt nha quý vị.
chơi dù cũng phải cắt bớt, nó quá trời rậm rồi. Một nùi lận. Rồi, qua anh em nói luôn ha. Rồi, qua anh em nói, đây, vị trí này đây, 39 ha. À. Mình xà xuống cái nữa, câu rễ cái, 45. Okay. Rồi, 45, rồi, sẽ xây luôn. Đó, cộng to, chi đều. Rồi, giá lúa nhiêu đây? Rồi, cái này giá lúa 3,2 triệu có gì? 3,2 triệu ship, anh sợ. Này ship 200 có gì? Km ha. Rồi, lên mã số 9 luôn. Khoan khoan đi phụ ạ, nổi không? Ơi, không nổi rồi. Không nổi đâu, để tôi để cái cây này xuống cái đã. Rồi, lên. Rồi, mã số 9. Chắc hơi bị dướng dướng ha. Rồi, anh Tèo để hướng đó cái anh Tèo. Đây, vậy là nhìn thấy ha. Lắc lắc lượng lượng ha. Em này cũng giống giống như em số 1 ha. À, giống cây số 1 vậy đó, cũng bay bay y vậy luôn á. Đó, cũng... Rồi, em số 1. Nè, nó cũng có cặp y vậy nè. Y hả ta? Rồi. Nó có khuôn một á. Rồi, chiều cao luôn anh. Cao tới đây là 1,5 m. Rồi. Cái kia hơn mét. Rồi, giống như em nãy cũng là hơn 2,5 m, cũng tầm tầm đó ha. Nhem nhem giống giống ha. 1,5 m vậy đó. Đó. Có gì xem em này ha, hướng bên đây nó không có bị dướng ha. Đây, xây lại đường này nữa nè. Hơi bị dướng dướng của cả cảng của tay mai ra tàn này. Đó, cành nhánh làm chủ nhà ta có bẻ hay sao đó, lắc đang co đó nè. Đó. Đó quý vị. Co lắc hết trơn ha. Đó, tới đoạn dưới đây ha. Ngay thân mà nó khép là cũng nhìn cũng khá duyên quý vị. Đây nó dính thịt luôn rồi. Dìu cái gì chơi thân thì cắt bỏ cũng được. Này chơi hai thân chơi cây kiểu quái cũng hay quá vậy. Vì nó khép á, nhìn cũng được. Rồi xuống quanh ha. Rồi quanh vị trí này đây là 41 quý vị. Rồi để còn cái độ nở của đây là rất là lớn nha. Nở chà bá luôn. Rồi, xây qua mặt kia anh. Nhưng đây mà nó cản cái cọng rễ treo trên mình không có đo được cho quý vị. Mình biết cái độ nở nó bao nhiêu. Mình mường tượng đi ha quý vị. Rồi em này là mã số 8 ha. Số 8. Phải không ta? Chín. Ở chín nhiêu anh? Ở cái này giao lưu 5,2 triệu quý vị. Bao ship 200 ha. Ship 200, mấy cái này bị hơi to quá. Xuống cây. Rồi đây luôn. Đeo quay đường đi nước Lam hả? Đi lên. Rồi số 10. Số 10. Đứng đó được không? Bây giờ cây lùng lùng này cũng dễ thấy. Đó. Tỏ không? Rồi mở xuống rồi. Đó, cây này thì thân cũng dáng cũng hơi bay vậy quý vị. Rồi cho cái chiều cao nó luôn anh. Rồi 1,5 m luôn quý vị. 1,5 m ha. Đó, chân cành thì khá đẹp nha. Lắc lắc lượn lượn, lạng lạng. Rồi giữ hoành luôn nha quý vị. Mấy cây này cũng già cây lắm quý vị. Xù xì lục cục hết trơn. Rồi, vị trí này đây là 41 yếu tính 40 quý vị. Rồi. Còn cái độ nở dưới thì mình đo không được ha, nó cản cái để treo. Xây xây luôn. Đây nào cũng đế cũng nở cũng lực hết trơn quý vị. Đây đặt kẹo ha. Cái đặt kẹo hết. Đó. Rồi, này là mã số 10 phải không? Số 10. Rồi, giao lưu như đây. Cái này giao lưu 4,8 triệu quý vị. Rồi, 4,8 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp theo. Rồi, mã số 11 lên luôn. Mạnh nghe. Rồi. Xây cái cây này vô trong. Xây cái đọt cây để quay qua bển. Rồi cây này không có chim cho nó ngay. Rồi, cây lại mới được. 11. Lên. Đạp cái chân lại. Rồi, vậy đi, tạm tạm vậy đi. Đó, cũng có số chân cành thấy cái gì. Rồi. Rồi cho chiều cao em nói luôn anh. Rồi tính 1,5 m luôn quý vị, hơn 1,5 m, tính 1,5 m. Cái cành lực có hàng bự bự không ha? Cành to. Đó. Ở đây nó có cái này mình nào thấy tươi rồi nha quý vị, chưa trái keo nữa để cho quý vị mình dễ thấy. Nó sành cái đó rồi. Rồi, vô hành luôn anh. Rồi, của anh em nói là 39 nếu 38 đi. Rồi, để luôn. Đó, để nó hơi non. Non mà cộng lực xè đều hết.
Rồi, giao lưu nhiêu đây? Rồi, cây 11 giao lưu quý vị là 4,2 triệu quý vị. 4,2 triệu, ship 200 ha. Ship 200. Rồi. Rồi tiếp theo, cây bonsai lùng lực. Số khá quá nha quý vị. 12 ha. 12. Đó. Cây này thì nó đang lên xù hả? Xù lục cục lòn hòn khá nhiều nha quý vị. Rồi, cho chiều cao luôn đi anh. Là bao nhiêu? 106 quý vị. Chiều cao 106, hai bên có hết. Hai bên nó có hết rồi. Hai bên thân đều có. Đây có. Đó. Lục cục lòn hòn hết ha. Này cũng lên này mà nó ấy nó lên nó bể ra nữa cái nó chảy ra. Theo nách luôn nè. Này nó quái cây ha quý vị. Đây mình nhìn thấy giống như cái đầu hai cái sừng kiến dương hay gì? Kiến dương này. Sao lại là kiến dương? Cũng lạ lắm mà nghe. Rồi. Cây này thì nó no, cái bụng rất là đẹp nha quý vị. Rồi đo vị trí này đi. Ý. Rồi. Đây là 44 nha quý vị. Đó, chạc xuống cái cổ rễ nó là cũng 45. Ừ. À, bị đây nó no cái bụng nữa. Rồi, để luôn nè quý vị. Đó. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Cái này giao lưu 6,2 triệu luôn quý vị. Ship. Này, cái này ship toàn quốc quý vị được nè. Ship toàn gọn cây. À, cái này giống thế rất hay. Rồi, 13 đâu? Rồi, 13. 13 bên đây quý vị. Em này ha. À, to. Một khối to. Cái này cao thì rồi, mét 7 đi. 7 ha. Ừ. Này thì nó có 5 nhánh, có nhỏ to, có lớn có. 5 nhánh, ngũ chi hiệp nhất. Đây, đây là đường thân chính đi lên. Những đây là cành phụ. Đây là ngũ chi hợp nhất ở đây hả? Đây đây. Dưới này. Tính dưới này á. To nhỏ có. Rồi vô quanh luôn ha. Này cái thoát thân tới cái cành nó cũng vừa chơi quý vị, 46 quý vị. Rồi. Này đo trên cái đi ha, đo trên này trước đi. Là đây là 49. Rồi. Nhẹ xuống chút xíu nó là 53 quý vị. Rồi. Cộng lại chia 2, 50 đi. Gì nhé kỹ nha. Này mã số 13 hả? 13. Rồi giá luôn nhiêu ra? Cái này giá luôn 9 triệu quý vị. Ship sao? Này ship quý vị mình 200. Rồi phụ xây cái cây lớn này ra cái nữa. Rồi mã số 14 em này 14. Qua. Wow. Nó hơi nặng, nổi cái thân nó không, nó nặng con vô phương. Chi bên đây. Bên đây luôn. Bên đây cục nữa. Rồi, đứng rồi. Đó. Khá cao ha. Này cao 3,5 m quý vị. Rồi. Có tay cành luôn. 3,5 m. Đoạn lên để cây 2 mét nó mới có chân cành nhiều. Đây 1,5 m, 1,8 m. 1,8 m là chân cành nhiều. Rồi ở dưới thì có 3 chân cành ở dưới nha. Rồi đó chân cành đặt kẹo trển á mà nó đang bể xù hả bọn vậy quý vị ơi. Tính từ đoạn này lên ha. Khúc đó nó bể đen thui trơn á. Rồi đoạn dưới đây thì có tại cành đoạn dưới đây. Cái gì thích tông tầng dù thì mình cắt bỏ cái này. Cái gì mà cái thân nó nặng quá trời nặng luôn á. Vì nó quá to. Tuốt lên đây độ, nó còn... độ nâng cây em này có. Tuốt lên nó còn to chảng đó. Nâng cây. Rồi xuống quành em nó luôn nha quý vị. Rồi quành luôn. Rồi, vị trí này đây là 47. Cái này thì cái vách nó hạ một cái vách nhẹ nhẹ chứ nó cũng chạy lên à. Đó, vách nó vậy đó. Nở nó vậy đó. Rồi, qua mặt đế bên 57, 58 gì đó.
Rồi, đều ha, mặt nào cũng có đều hết trơn ha. Rồi, vô luôn nhiêu anh? À, cái này vô luôn 8.3 quý vị. 8.3, ship 200 ha. Ship 200. Số 14. Rồi, tiếp theo theo cái tàng. 15. 15. Tàng này. Này thì cao 2 mét. Rồi, cao tầm 2 mét, tán ngang. Ngang thì 2 mét mấy á. Rồi, quý vị nghe cái tàng này nó ha. Này cho 2 mét 2, 2 mét 3 gì ha. Chắc cũng tầm đó ha. Ừ. Để hơi trống ngay đây xíu ha. Đó, bên đây nó dư, bên đó thì nó thiếu, kéo qua quý vị ơi, kéo kéo qua này nó dư nè, banh lại nè. Đây đó, bên kia banh thêm miếng nữa đó, kéo qua tí xíu nữa rồi bít luôn. Rồi giờ mình xuống hoành luôn nha quý vị. Rồi đo cho cũ cái đi ha, cái cũ này là nó 30 ngay đây, 34 ha. Ừ. Rồi hạ xuống chút xíu nữa nó là 40. 40. Rồi để luôn. Để đều ha. Để cục á, nó dùng cục ở đây bên bển luôn ha. Này mà cây này nuôi lớn lên nó bộ đế lên đẹp lắm á. Rồi mã số 15. Vô luôn nhiêu đây anh? Cái này vô luôn 4.8 cái gì? 4.8 ha. Bao ship 200. Rồi. Tiếp theo cây này nhìn thấy rõ không? 16 bên đây ha. Còn cái tàng nhỏ nhỏ nữa nè. Này thì cao còn non 2 mét. Tán ngang thì mét, gần 2 mét. 2 mét. Nói chung em này là cao 2 mét, ngang 2 mét đi. Vậy đi cho dễ tính. Đó. Đây, vậy nghĩ ha. Cây này bông, cây đó không thấy bông, cây đó nghe bà chủ nhà nói bông chùm cục, còn cái cây này thì bông mình biết cũng thấy, có thấy bông chỗ bông gió nha quý vị. Rồi bông sao anh? 7-9 cánh nhiều, còn 5 cánh thì có thấy con bông hai gì. 7-9 cánh nhiều lắm á, đa số 7 cánh 9 cánh. Cây kia thì 5 cánh bông chùm, còn có lai không mình không biết. Rồi mình vô hoành em nói ha, em này thì tay cành cũng ổn ha. Rồi, hoành là 31 quý vị. Rồi, 31 hoành. Rồi, để luôn nha quý vị. Rồi, cho luôn nhiêu anh? Rồi, cái này mình cho luôn 2.7 luôn quý vị. Ship 200 ha. Ship 200. Ở số 16. 16. Còn nữa không anh? nhìn cây thôi nhiêu đây đi cái này hả? Rồi. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Có cái hỏi không, có vô luôn cái hỏi không anh hả? Còn đó 10 giờ rồi. Thì trong quá trình xem thì quý vị thích cái nào thì cứ mạnh dạn alo anh Tèo nha quý vị. Cũng còn anh cái Tèo đó. Cũng còn cái hỏi nào mà ngại giá chưa xong á, ngại giá chưa xong giờ để đó. Rồi quý vị thích cái nào cứ mình nhận alo ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình tiếp sau.